cái cảm xúc đầu tiên ấy về nhà trường ấy, thì mình cảm thấy là nó hồi hộp, nó giống như kiểu ngày xưa mình học xong mình còn nhiều cái kỷ niệm ấy, mình cảm ấy là về đến tự nhiên cái niềm vui nó. Nhưng cái điều mà lớn nhất ấy, là mình về đây mình cảm thấy là đến ngày nay trưởng thành, biết ơn đến thầy cô giáo, biết ơn những người dưỡng dục nuôi dạy mình trưởng thành đến ngày hôm nay. Tôi cảm thấy vui mừng và hồi hộp chờ đón cái ngày mà chúng tôi được cùng nhau cắp sách đến trường, cùng hát hò, cùng nhảy múa và cùng thầy cô có như là ngồi dưới mái trường này. Các em đã đi rất nhiều nơi, đã làm được rất nhiều việc phục vụ cho đất nước, song vẫn nhớ về mái trường mình kia thân yêu. Đấy là điều hạnh phúc mà tôi cùng các thầy các cô trực tiếp dạy các em những năm đó cảm thấy rất sung sướng, rất hạnh phúc và luôn luôn cầu mong cho thế hệ học sinh của mình là lúc nào cũng phải vươn lên và mong sao mai sau các em sẽ lớn hơn thầy, hạnh phúc hơn các thầy các cô. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mang thêm áo mới mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kính chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên mút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mình qua đi thôi. Những kỷ niệm gọi nhau trong trí nhớ, đường thênh thang bạn thân kéo nhau về, bốn phương trời gọi nhau vang tiếng cười, bao âu lo giờ đây cũng xin ngừng. Có một người giờ đây đã quá lớn, một người kia giờ đây cũng âm thầm, có một người về đâu nơi cuối trời, nghe đâu đây còn vang tên nhau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới mà gặp lại trường vẫn như xưa. Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Quá đáng, ngày hôm nay chợt nghe cũng thật thà, có nụ cười mọi hôm nghe não nề, ôi hôm nay chợt nghe cũng nồng nàn. Có con đường nào không có đích đến, làm sao quên được nơi đã bắt đầu, hãy quay về tìm nhau vang tiếng cười, cho lo ngày mai quá mau. Trường yêu hỡi chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi, ngày nào rơi trường mặc thêm áo mới mà gặp lại trường vẫn như xưa. Khi chào thầy, thầy có nhớ em không, người học trò 10 năm trước đây, dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài, ngày nào rơi trường quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mừng quá đi thôi. Nhân qua cuộc hội khóa kỷ niệm 25 năm ra trường, em xin phép được thay mặt cho các bạn của khóa 90-94 xin được gửi lời kính chúc sức khỏe
tới các thầy, các cô đã dạy dỗ chúng em luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Bình Khê đã tạo mọi điều kiện hết sức có thể thuận lợi nhất để chúng em tổ chức thành công chương trình này. Ngày nào rơi chung mặc thêm áo mới mà gặp lại chung vẫn như xưa. Dường như có tiếng ai gọi tên tôi, từ hôm nay lại quên bút quên bài. Ngày nào rơi chung quên trang giấy trắng, giờ gặp lại mong qua đi thôi. Chúng ta hứa chúng ta.